Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, Pol Pot là người lãnh đạo Khmer Đỏ, kẻ tạo nên một chế độ diệt chủng kinh hoàng trong lịch sử Campuchia mang tên của chính mình. Ít ai biết rằng, đời tư của Pol Pot cũng là một mảng tối tăm với những tấn bi kịch khó tin. Nhiều người từng được nghe về người vợ đầu của Pol Pot, kẻ chung chí hướng với ông, ba lần sảy thai, mắc chứng tâm thần nặng rồi mất dạng, không còn ai hay biết. Thế nhưng ít ai biết, ông còn một người con gái sống khá kín tiếng. Lần đầu tiên và duy nhất cô gặp các nhà báo là vào tháng 4 năm 1998, khi bạo chúa Pol Pot chết. Đáng nói, đứa con gái duy nhất quyết không nhận cha. Nhiều người nghĩ đó là cái giá phải trả cho những tội ác mà Pol Pot đã gây ra khi thảm sát 26% dân số Campuchia. Rốt cuộc, danh tính giọt máu duy nhất của Pol Pot, người quyết không nhận cha là ai? Còn những câu chuyện khó tin gì đằng sau cuộc đời và số phận của con gái Pol Pot? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ngược với bề ngoài giản dị, trong bộ quần áo bà ba đen, Pol Pot vô cùng sang điệu khi chọn các dòng xe sang trọng đầy quý phái như limousine. Và cũng ngược với vẻ ngoài có phần hiền lành, Pol Pot thực sự là nỗi khiếp đảm của dân tộc Campuchia, cũng như những ai yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong suốt một thời gian dài, với tư cách là nguyên nhân cho cái chết của 26% dân số Campuchia trong thời gian 4 năm cai trị. Ba lần sảy thai liên tiếp của người vợ đầu, đứa con gái độc nhất được sinh ra bởi người vợ thứ hai, với tuổi thơ tự kỷ, kiên quyết không chịu thừa nhận cha mình. Đó chính là cái giá phải trả cho những tội ác mà Pol Pot gây ra khi thảm sát người dân Campuchia. 2 triệu người chết, người ta không nói điều đó với tôi. Mystic kinh hãi thốt lên khi được nghe về số người chết trong thảm họa diệt chủng Pol Pot. Bản thân Mystic cũng không chịu thừa nhận mình là con đẻ của Pol Pot. Mystic luôn miệng khẳng định rằng mình không phải là giọt máu cuối cùng của Pol Pot. Rốt cuộc, tại sao giọt máu duy nhất của Pol Pot quyết không nhận cha? Pol Pot có tên thật là Salonsa, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1928. Pol Pot bắt đầu hoạt động chính trị từ năm 1962 khi đang theo học tại Paris. Đến năm 1975, ông ta cùng với Du Kích Quân giành được quyền lực sau một cuộc chiến chống chính phủ Campuchia với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ. Ngay sau khi chiếm đóng được thủ đô Phnom Penh, kẻ độc tài giáo diết cho thực hiện ảo mộng xây dựng một xã hội không tưởng, xóa bỏ sự tồn tại của tiền tệ, sở hữu cá nhân và tôn giáo. Binh lính của Pol Pot lùa người dân rời khỏi thủ đô Phnom Penh cũng như các thành phố để thành lập trại lao động ở các vùng nông thôn. Chính trong những trại lao động tập trung đầy khủng khiếp này, hàng nghìn người đã phải bỏ mạng bởi bệnh tật và đói khát. Trong khi đó, Pol Pot và các lãnh đạo Khmer Đỏ khác vẫn không ngừng khoe khoang trên đài diễn văn rằng chúng chỉ cần 1 hay 2 triệu người trong toàn bộ dân chúng để xây dựng một xã hội điền địa cộng sản không tưởng. Với những người khác, bị chế độ Pol Pot hành xử theo châm ngôn sống chẳng được gì, chết cũng chẳng mất gì. Trong cái nhìn của Pol Pot, trí thức và những nhà sư tôn giáo là những người thừa thãi trong chế độ của y. Chính bởi vậy, bất cứ ai bị nghi ngờ là tầng lớp trí thức đều bị coi là kẻ thù của nhà nước mới. Hàng trăm nghìn người từng được đào tạo trong nước và nước ngoài bị tra tấn hay hành quyết bằng những cách thức dã man nhất, thậm chí bị buộc phải đào mồ chôn chính mình. Sau đó, quân Khmer Đỏ đánh họ đến chết bằng những thanh sắt, những cái cuốc hay chôn sống họ. Pol Pot còn đưa ra một chỉ thị đầy kinh hoàng, đó là không được phí đạn dược với kẻ thù. Vậy nên, những cách hành quyết của quân Khmer Đỏ vô cùng dã man với những vật dụng lao động là cuốc, thuồng, chày. Chính phủ Khmer Đỏ của Pol Pot cũng xếp hạng dân theo tôn giáo và dân tộc. Pol Pot bãi bỏ mọi tôn giáo và giải tán các nhóm thiểu số, cấm họ nói những ngôn ngữ của họ cũng như thực hiện các lễ nghi theo phong tục. Không những vậy, chính phủ của Pol Pot còn từ chối những lời đề nghị viện trợ nhân đạo, trong khi hàng triệu người đang chết đói vì thiếu lương thực, thực phẩm và phải làm việc quá sức ở vùng nông thôn. Tất cả những chính sách dã man đó khiến cho khoảng thời gian cầm quyền của Pol Pot là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lịch sử Campuchia. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, Pol Pot thực hiện cuộc diệt chủng đại quy mô trên toàn lãnh thổ Campuchia.
Trong tổng số dân gần 8 triệu của Campuchia lúc bấy giờ, chế độ Pol Pot thẳng tay giết hại từ 1,5 tới 2,3 triệu người trong 4 năm thống trị. Sau khi bị lật đổ vào năm 1979, Pol Pot cùng các thuộc hạ thân tín dẫn theo lực lượng tàn quân rút vào rừng núi phía bắc Campuchia và vẫn tiếp tục hoạt động trong nhiều năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, trong nội bộ quân Khmer Đỏ xảy ra nhiều tranh chấp quyền lực và mâu thuẫn lẫn nhau. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1997, Pol Pot ra lệnh hành quyết Son Sen, người trong nhiều năm là cánh tay phải đắc lực của ông ta, và 11 thành viên trong gia đình vì họ muốn hòa giải với chính phủ Campuchia. Sau cuộc thanh trừng nội bộ này, Pol Pot chạy sang cứ điểm của hắn ở phía Bắc. Tuy nhiên, Pol Pot bị lãnh đạo quân sự Khmer Đỏ là Ta Mok bắt giữ và kết án quản thúc tại gia suốt đời. Đến tháng 4 năm 1998, Ta Mok chạy vào rừng đem theo Pol Pot khi bị chính phủ mới tấn công. Không lâu sau đó, vào ngày 15 tháng 4 năm 1998, Pol Pot được xác nhận chết vì bệnh tim. Xác Pol Pot được thiêu tại vùng nông thôn Campuchia với khoảng chục thành viên Khmer Đỏ tham gia đám tang. Theo lời kể của một số thành viên này, thì khi xác bị đốt, cánh tay phải Pol Pot nắm lại hình nắm đấm và giơ lên cao. Nhiều chi tiết về đời tư của chùm Khmer Đỏ Pol Pot về sau này mới được làm sáng tỏ. Người vợ đầu tiên của Pol Pot là Khieu Ponnari, một kẻ đồng chí hướng chính trị với ông ta, được gọi là chị cả, Sister Number One. Người vợ đầu Khieu Ponnari của chùm Khmer Đỏ Pol Pot đã từng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Khmer Đỏ vào những năm 1950 đến 1960 và là chủ tịch Hội Phụ Nữ Quốc gia Campuchia từ năm 1975 đến năm 1976. Hai người gặp nhau vào năm 1949 tại Paris. Tại quán cà phê trên ở Paris vào năm 1949, cậu thanh niên 20 tuổi Sanosa, tên thời trẻ của Pol Pot, khi đó là thủ lĩnh của cộng đồng sinh viên Campuchia học tập tại Paris, đã làm quen với nữ sinh viên đồng hương Khieu Ponnari. Sa đã say mê cô bạn gái ngay từ cái nhìn đầu tiên và chỉ sau một lần chạm cốc đã chính thức đặt vấn đề. Ponnari hơn Pol Pot tới vài tuổi, rất chăm học, say mê triết học và hiểu biết rất rõ các trào lưu xã hội. Dù là một cô gái đẹp và có nhiều người hâm mộ, Ponnari trước sự ngạc nhiên của họ hàng và người thân lại chọn chàng thanh niên nghèo Sonosa. Một người anh của Ponnari về sau đã giải thích sự hấp dẫn của anh ta từ Pol Pot là không có giới hạn. Nó gây tác động đối với tất cả phụ nữ, chiến hữu và cả đối với kẻ thù. Phải nói là ngoài chuyện tình cảm riêng tư, cả hai đều có những quan điểm chung. Phong trào của giới trí thức Pháp hồi những năm 40 thế kỷ trước đều nghiêng về lên án tội trạng của những quan điểm tư sản, thực dân, dù những sinh viên trẻ lại có cái nhìn hơi khác một chút. Salosa và Khieu Ponnari mang trong mình những tư tưởng pha trộn kiểu Trotsky, thuyết Freud mới và cả những quan điểm cực đoan, tất cả giúp hình thành nên cái chương trình chính trị quái thai của Khmer Đỏ sau này. Mục tiêu chính trị của Pol Pot là giành độc lập cho Campuchia bằng cách sử dụng lực lượng nông dân để làm sạch đất nước khỏi nạn tham nhũng. Chính vì vậy, cần phải xây dựng những làng xóm trong sạch về mặt tinh thần để chống lại những thành phố có nhiều thói xấu. Phải lòng Pol Pot, Ponnari cũng bị tiêm nhiễm những quan điểm hình thành nên chế độ Khmer Đỏ sau này. Một thời gian sau, cặp tình nhân trẻ trở về Campuchia. Salosa dạy học tại Phnom Penh, còn Ponnari đảm trách việc nội trợ, đồng thời tranh thủ diễn thuyết về các phương pháp đấu tranh chính trị theo quan điểm của chồng. Hai người chính thức thành hôn vào năm 1956. Cả hai đi theo tôn chỉ của phe dân tộc chủ nghĩa cùng với ý tưởng đại nhảy vọt để đạt được mục đích chính trị. Sau khi Tù Samut bị nhà cầm quyền Campuchia bắt và tử hình, Salosa đương nhiên trở thành lãnh tụ duy nhất của đảng. Cùng với chồng, Ponnari rút vào hoạt động bí mật. Khmer Đỏ được hình thành từ giai đoạn này, về sau đã lớn mạnh thành một đội quân du kích thực sự. Và tổng chỉ huy của đội quân này không ai khác chính là Salosa, giờ đây đã đổi tên là Pol Pot. Tuy nhiên, Khieu Ponnari không thể sinh cho Pol Pot một đứa con nào. Ngay trong thời điểm mà Pol Pot chiếm giữ được thủ đô Phnom Penh, thì cũng là lúc mà Khieu Ponnari bắt đầu có dấu hiệu của căn bệnh thần kinh. Thủ đô Phnom Penh khi đó trở thành địa điểm hàng đầu của chiến dịch làm sạch với những cuộc thảm sát, tử hình công khai diễn ra liên tục. Chỉ sau một thời gian ngắn,
những đội quân Khmer Đỏ lúc đó chủ yếu là những thanh niên từ 12 đến 17 tuổi. Theo nguyên tắc, càng trẻ càng trong sạch, biến thủ đô Campuchia nhanh chóng trở thành một hoang mạc đẫm máu người. Hình ảnh những người dân hoảng sợ chạy tứ tung, những đứa trẻ đói là, những cái đầu bị chặt bêu trên xảo gỗ, những thi thể người ở khắp nơi, không còn xa lạ giữa thủ đô. Chính những hình ảnh này thực sự ám ảnh Khieu Phonnari, khiến chị cả của lãnh tụ Khmer Đỏ chịu ác mộng hàng đêm. Có thai 3 lần, song Khieu Phonnari bị sảy thai liên tiếp. Và không lâu sau đó, Khieu Phonnari ngã bệnh tâm thần và được đưa sang Pháp điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình của Phonnari không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Trong khi đó, ở Campuchia, Pol Pot phủi tay với người vợ từng đồng chí hướng, giờ nửa tình nửa mơ này. Do không có con với người vợ cả, nên Pol Pot quyết định đi bước nữa với người phụ nữ có tên là Mison. Sau một thời gian chung sống, Mison sinh hạ cho Pol Pot một cô con gái đặt tên là Misik. Tuy nhiên cho đến nay, số phận của cô con gái tên trùm diệt chủng này vẫn được che giấu một cách bí mật và gần như không ai biết về cuộc đời của ruột máu duy nhất của kẻ diệt chủng Pol Pot. Lần đầu tiên, Misik được công khai trước dư luận là vào ngày 18 tháng 4 năm 1998, khi Pol Pot chết và được hỏa thiêu. Ấn tượng về đứa con của trùm diệt chủng lúc bấy giờ là một cô bé nhỏ tuổi, khuôn mặt khiếp sợ, đứng núp sau người mẹ của mình. Do được sinh ra trong một trại kín của quân Khmer Đỏ, cuộc sống lại chỉ biết đến núi rừng trong những cuộc hành quân chạy trốn theo cha, nên Misik có vẻ rất nhút nhát. Không có bạn bè, không được học hành và vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa, nên Misik còn mắc chứng tự kỷ. Cuộc sống hàng ngày của Misik là những người đàn ông luôn được trang bị súng ống, đạn dược, khuôn mặt lạnh lùng. Sau lễ tang của Pol Pot, Misik và mẹ đều biến mất một cách bí hiểm. Phải đến 8 năm sau, người ta mới biết thêm những thông tin về con gái của trùm diệt chủng. Lúc này, Misik đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Hoàng gia, ngôi trường mà chính cha mình từng dùng vũ lực để đóng cửa. Lúc này, Misik khá lớn với dáng người mảnh dẻ và khuôn mặt thanh tú. Tuy nhiên, Misik đổi tên thành Sa Pachata bởi mẹ cô, bà Mison lúc này tái hôn với Tep Kunan, thư ký riêng của Pol Pot. Người ta nói rằng đây chính là ước nguyện cuối cùng của Pol Pot. Trước khi chết, Pol Pot buộc người thư ký của mình thề phải chăm sóc cho mẹ con Mison và Misik. Chính bởi đó, dù không có tình cảm gì với Mison, nhưng người thư ký này vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình một cách chu đáo. Sau khi lấy thư ký của chồng cũ, Mison cùng người này làm các công việc liên quan đến khách sạn, nông nghiệp và nuôi nấng Misik. Misik đi học tại trường phổ thông Hoàng gia bằng thẻ căn cước của người khác. Luôn được chăm sóc chu đáo và giấu kỹ các thông tin về cuộc sống thực của mình, nên giọt máu cuối cùng của Misik hết sức ngỡ ngàng khi được nghe nói về tội ác kinh hoàng mà cha mình từng gây ra. 2 triệu người chết, người ta không nói điều đó với tôi. Misik kinh hãi thốt lên khi được nghe về số người chết trong thảm họa diệt chủng Pol Pot. Bản thân Misik cũng không chịu thừa nhận mình là con đẻ của Pol Pot. Misik luôn miệng khẳng định rằng mình không phải là giọt máu cuối cùng của Pol Pot. Cô cũng tâm sự, mình muốn làm nghề báo. Lần cuối cùng, báo chí Campuchia liên lạc được với Misik là vào năm 2004. Theo những gì mà nhật báo Campuchia ghi lại, thì có vẻ như đứa con cuối cùng của Pol Pot muốn trở thành một kế toán và sẽ làm việc cùng mẹ mình. Quý vị thân mến, 3 lần sảy thai liên tiếp của người vợ đầu, đứa con gái độc nhất được sinh ra bởi người vợ thứ hai với tuổi thơ tự kỷ, kiên quyết không chịu thừa nhận cha mình. Đó chính là cái giá phải trả cho những tội ác mà Pol Pot đã gây ra khi thảm sát 26% dân số Campuchia. Các tội ác của Khmer Đỏ được nghiên cứu, các chính sách và dư luận quốc tế đánh giá là man dợ hơn cả phát xít Hitler bởi chúng đã tự hủy diệt chính dân tộc mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.